Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung diễn viên Trọng Chí, chồng diễn viên Việt Hoa. Việt Hoa là gương mặt khá quen thuộc trên sóng giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam. Sau khi được biết đến với vai đầu tay đào trong Cô gái nhà người ta, Việt Hoa từng nói vui rằng trên truyền hình cô có duyên với những vai diễn bất hạnh trong hôn nhân. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Việt Hoa ngoài đời lại khác hẳn. Nữ diễn viên không ngại chia sẻ hình ảnh bạn trai cùng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội. Với Việt Hoa, Trọng Chí là bạn học, đồng nghiệp và là bạn thân. Việt Hoa luôn cảm thấy may mắn khi có người đồng hành chung nghề. Anh luôn thấu hiểu, cổ vũ bạn gái, thẳng thắn góp ý về những phân cảnh tình cảm, thân mật của cô. Nếu bạn trai ghen chắc tôi không thể theo nghề được. Gần như ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Bạn đồng hành của Hoa cũng giống Hoa, đều là những người suy nghĩ tích cực. Khi có tinh thần thoải mái, mình mới có thể làm tốt mọi việc được, Việt Hoa chia sẻ với Tiền Phong. Mới đây, cô cũng tiết lộ về ý định tổ chức đám cưới với diễn viên Trọng Chí. Cả hai lên kế hoạch về chung một nhà vào năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không thể tổ chức đám cưới. Vương Trọng Chí sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch, điện ảnh tại Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên từng chia sẻ với Tiền Phong rằng anh và Việt Hoa học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Tuy nhiên, Trọng Chí đã rời Nhà hát kịch Việt Nam. Tôi và Việt Hoa hiểu nhau. Hơn nữa, cả hai cùng làm nghệ thuật nên hiểu rất rõ tính chất đặc thù công việc của nhau. Từ khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, Trọng Chí khẳng định. Nam diễn viên cũng bày tỏ không để ý đến chuyện ai nổi tiếng hơn ai. Cả Việt Hoa và Trọng Chí đều khẳng định thẳng thắn nói chuyện, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cả hai cùng làm nghệ thuật nên hiểu rất rõ tính chất đặc thù công việc của nhau. Chung nghề nhưng số lần bộ đôi đóng chung một phim khá ít ỏi. Bộ phim Trở về giữa yêu thương, bộ phim do Việt Hoa đảm nhận vai nữ, đánh dấu lần đầu cả hai đóng chung phim. Việt Hoa lại sánh đôi cùng nam diễn viên Anh Tuấn. Diễn viên Việt Hoa lần thứ hai đóng phim chung với bạn trai trong Dưới bóng cây hạnh phúc, phát sóng trên giờ vàng đầu năm 2023. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có duyên thành đôi trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, Trọng Chí đóng vai Tiến, đồng nghiệp của Đạt là diễn viên Mạnh Hưng. Ở công ty, Tiến luôn đứng ra bảo vệ, bênh vực Đạt. Còn Việt Hoa thủ vai người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình Đạt. Diễn viên Việt Hoa có tên thật là Vũ Việt Hoa. Được biết, Việt Hoa sinh năm 1996 ở Yên Bái, đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù mới bước vào nghề diễn vài năm gần đây nhưng người đẹp 9X được khán giả nhận xét có lối diễn tự nhiên và thể hiện rõ tính cách nhân vật. Điển hình là vai đào phim Cô gái nhà người ta, Yến phim Trở về giữa yêu thương, Nga phim Về nhà đi con. Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa còn công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam và từng giành huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020 với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ. Bên cạnh đó, tháng 11 năm 2022, sao phim Anh có phải đàn ông không? Ám huy chương vàng ở Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 nhờ vai diễn trong vở Người trong cõi nhớ. Nữ diễn viên cũng được các đạo diễn tin tưởng trao vai chính trong nhiều vở diễn của Nhà hát kịch Việt Nam. Chia sẻ về sự nghiệp, Việt Hoa cho biết có lẽ mọi người đều nhìn thấy diễn viên truyền hình hiện nay không nhiều. Các bạn trẻ cần có thời gian trau dồi, đi lên từ những vai nhỏ rồi đảm đương vai lớn hơn. Trong vòng 5 năm qua, tôi cũng bắt đầu từ vai phụ, rồi mới đến vai chính. Tôi rất thích làm việc, cứ được đạo diễn và nhà sản xuất mời sẽ nhận lời. Tôi quan niệm họ cần mới tìm đến mình. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.